Xì cái tôi mới kê lỗ tai tôi nghe nè, ai về đâu nhà tôi ai mất tôi lệnh cự, tôi lấy lụa này nhà tao có quyền gì mày bán này nhà tao, mày mốt có mày muốn gì mày bán tao chứ, nói cái nó cự tôi đó giọng đu ai mất còn cự còn hung tôi đó, còn hung nữa ừ cũng rồi quýnh tôi luôn mà. Ồ thấy đồ rồi quýnh vậy mình là quýnh đó nhiều. Dạ kính chào quý khán giả, thì hôm nay em tiếp tục lại để thăm cái chú ở dưới chân cầu ha quý vị khán giả, thì để coi đây chú kể tới khúc gây cắn là vợ thứ hai như thế nào ha quý vị khán giả. Rồi chú đang làm gì chú? Nấu cháo. Nấu cháo hả? Chín chưa? Chín rồi. Chín hả? Ừ. Nấu cháo rồi quý vị khán giả. Bộ ăn cơm không được sao mà nấu cháo? Em muốn nấu cháo đợi đi. Cái gì? Em muốn nấu cháo ăn. Muốn cháo ăn với vậy? Khô. Khô hả? Khô nướng khô chưa? Khô luộc nó luôn rồi. Luộc luôn hả? Tự chứ gọn vậy. Chung luôn. Chó gọn vậy. Rồi hôm qua nửa chừng thì cái clip nó cũng dài ha. Thì tìm hiểu vợ thứ nhất ha. Rồi tới vợ thứ hai sao chú kể cho quý khán giả được nghe chú. Cũng như vợ thứ hai cũng như bà cô tôi bả đẩy cái xe phải đi bán gạo. Bán gạo đi ngang nhà nhỏ đó rồi bả mới để ý con nhỏ đi. Rồi bả mới hỏi tôi phải chịu không? Tôi nói tôi chịu, bả mới qua bả mới coi. Bả mới nói bên rằng đám cứ cho tôi. Cứ ngay chân cái bụi lúa luôn. Nó cứ xong vô cái đầu hai chồng mới lãnh lúa mới đi cắt. Cắt tới đấu khoảng chừng cỡ là 6:30 7 giờ mới đi về. Về mới về tới nhà mới ngồi cái đập là bà vợ tóc con ăn ba chữ cũng đi mẹ mày đồ chó đẻ. Mày đài con ta đi mà tới tấu hù mới đi về. Nên nói trời ơi chứ làm lãnh tới mùa lúa cắt nó giả dạ, có mấy bữa mà, rồi. Lúc đó là hai người quen ha, chú kể cái lúc mà quen ha là bằng mai chú. Con tôi mới coi. Dạ coi. Rồi coi lâu không rồi mới cứt. Bà coi là mới có ba ông bữa gì bà mới cứ đó. Rồi bên vợ biết chú gãy gánh người vợ thứ nhất không? Không biết giấu luôn. Rồi được ba ông bữa là cứ mà cứ lúc đó cho vàng nhiều chú? Cứ cho có 5 phần vàng 18. Ồ 5 phần vàng 18 hả? Rồi vậy là chỉ sắm đồ bông nữa ha. Rồi có rồi mời bà con gì lỡ không hay là làm mâm cơm nhỏ thôi? Cũng có mời bà con chăm sóc lại cũng mấy mâm đi mời. Ờ cũng có tổ chức đám cưới được mấy mâm ha. Rồi cưới về rồi hai người làm gì? Cưới về bữa trước bữa sau là ngay mùa lúa cắt lúa luôn đó. Dạ ý là được mấy ngày cắt được mãn mùa mới cắt lúa mãn mùa rồi bày gạo ba chữ quá chữ hai chồng mới bỏ lúa ở nhà trốn đi luôn. Trốn đi ngay chân cái mùa nước lên luôn trốn mà đi mà ai đề xuất là trốn đi chú gì? Ai đề xuất ai mà nói là đòi trốn đi? Tôi bạn vợ tôi nói rồi giờ má chữ quá chữ gạo không được rồi phải trốn đi hay vợ đúng okay luôn. Dẫn vợ đi đi mà ta đi dẫn vợ đi mà đi mãn mùa nước. Dạ. Mùa lớn dụng mới lãnh giữ và muốn với bằng lúa mùa người ta ở trong căn hồng giống đó. Dạ. Nó bằng trong mãn mùa 30 gia lúa rồi mới dư được 5.3 lấy tiền là 500 ngàn. Dạ. 500 ngàn mấy đi về xin nghỉ bà vợ mà ở chung. Dạ. Thì mới ở được có 3 bữa. Dạ. Bữa thứ 4 con vợ tôi nó có chỗ bụng bự gì nè. Vợ tôi đến nói anh ơi, em thằng chè quá à. Yeah. Thế vậy thôi tôi mới túi tôi còn mấy chục ngàn tôi chạy ra chợ tôi mới mua đồ về tôi mới ngọc tôi nấu. Thì tôi nấu đồ chè mới vừa chín cái đồ chè tôi mới vừa bưng dai gì nè cho vợ tôi nó ăn cái tóc con gì vợ tôi với bà vợ tôi cái gian tôi đuổi tôi đi liền. Yeah. Đó thì tôi bỏ tôi đi ra ngoài nhà tôi ra hàng xóm tính đi qua hàng xóm mình cho bả ổng đừng có chuyển nữa. Hay vậy đó tôi ba hàng xóm tôi ngồi tới chiều tôi mới về. Chiều tôi về cái đầu ông bả chữ tôi nữa, ông bả chữ nữa cái đầu bám bả chữ đi mẹ tôi đồ chó đẻ bả lấy quần áo tôi cặp đồ để cho mình xăng luôn. Dạ. Bả đuổi tôi đi. Dạ. Lấy tiền thôi chân rồi. Dạ. Đó, đuổi tôi đi tôi mới đi. Tôi qua nhà cô tôi ở. Dạ. Tôi ở thì tôi mới đi bằng mướn bằng thê cái quay ngang cái thấy tôi còn thương vợ tôi mới xin nghỉ vợ tôi về.
về tôi cắt cái trò cái chạy ở trong đồng á, tôi mới ở với cái hai chồng mới ở trong ở mới tới mùa lúa cái bà vợ tôi bắt ra tôi lại. Dạ. Qua mùa lúa bà đuổi về đó, bà đuổi về cái bắt tôi nuôi, tôi nuôi gã cái tới nước lên cái là bà bắt vợ tôi lại nữa. Dạ. Đó, dù cái là tới nước dần xuống bà đuổi về. Dạ. Cho vợ tôi bà làm tàu cũng bắt bà bắt trên đâu trên 30-40 lần luôn. 30-40 lần luôn hả? Ừ. Thành ra sao mặn sao khá nổi. Dạ. Dạ chồng đồng lòng mặn nhau lúc đó chú biết cái năm đó nước nhỏ nước tới đồ gấu trầu phù luôn chín đỏ trầu vô luôn chát nghe. Dạ. Có mình tôi sao tôi cắt. Dạ. Bớt vợ lại cái ra có mình một mình ra tôi lo đi mà mướn mình thuê đâu kiếm tiền không khổ. Dạ. Mình ghê luôn vậy không, vợ chú cũng nghe lời mẹ ha, nghe lời. Dạ. Rồi không nghe rồi như vậy rồi thời gian sau rồi sao dù quay ngang cái chừng xa là bà vợ nó mới chết giờ quay tôi ở trong cái bữa đó giá chiều khoảng chừng 7 giờ tối rồi. Dạ. Cái là quay ngang cái tôi nằm trong nhà cái là. Dạ. Quay ngang cái tôi mất đáy đi tôi mới ra ngoài tôi đáy mà phát tôi ra ngoài đáy mà tôi không đáy ngoài nữa. Dạ. Tôi mới xài cái vết hè của thằng đó sát ngã tôi vậy nè. Dạ. Cái sao tôi nghe hai đứa xù xì cái tôi mới kê lỗ tai tôi nghe vậy nè, ai về đâu vợ tôi nói cho một đó đó. Dạ. Cắt nhà luôn. Dạ. Giờ tới giật ngoại chứ. Dạ. Mà đấy sao mà lúc đó là chú được mấy người con rồi? Hai đứa rồi. Ý là lúc đó là được hai đứa rồi ha. Rồi chú mấy tuổi chân rồi? À, lúc đó là hai con của chú là mười mấy tuổi hết. Ừ. Rồi chú về chú làm sao? Tôi bắt dính vợ tôi vợ tôi nó mới chung ra tôi mới lâu nó về nhà tôi mới dặn tôi mới la chữ hai ba tiếng cái vợ tôi nó kêu đâu qua bên đó. Dạ. Rồi tôi nóng tôi nói ông đó đầu thai mày chưa dám bên mày nữa cái nó. Dạ. Làm thình. Dạ. Rồi quay ngang cái tôi thấy tôi mắc cỡ từ áo quá thôi tôi bỏ luôn. Dạ. Tôi không ở tôi sống mình luôn, tôi đi lên trên này sống mình luôn. Dạ, lúc đó là ở mười mấy năm mà đúng không? Ừ. Lúc đó là chú ở được bao nhiêu năm mà là mới mấy năm cái vụ đó, mười mấy năm. Lúc đó chú đi là con chú mười mấy tuổi người như tuổi? Chân à. Mười mấy tuổi à, bộ hai người bằng nhau hả chú? Không, có thằng nhỏ hơn 2 tuổi. À, vậy là cỡ trên là 2 năm ha. Ừ. Rồi bây giờ đó thì chú lên đây vậy rồi cô biết chú lên đây không? Biết hả? Với là cũng buồn ha. Rồi sống con mình độc thân của mình. Không có ai nói gần tới đâu. Dạ mà cái lời mấy năm nay có ai lại thăm bà bọng gì đó. Ý là mà cái lời nói của chú là có đúng không nha? Chứ đúng cái này là con là già, con không có chịu trách nhiệm mà. Cái này là lời của chú nói à, chứ không phải là con dàn dựng để cho chú nói nha. Cái này là chính lời chú nói, có gì chú chịu trách nhiệm với cái lời nói của chú nha. Dạ. Chú nói là nói gì có sao nói vậy, tôi không về nói thêm một tiếng nữa. Rồi thời gian đầu á mà chú đi lên là chú ở đâu? Đầu tiên lên là ở Mường Lớn. Mường Lớn. Ở dưới đít cầu luôn. Ờ cũng dưới đít cầu Mường Lớn. Đít cầu Mường Lớn. Rồi mình ở đó tôi bán số. Dạ. Tôi bán số dù quay ngang cái tôi ngủ trong thứ bán cái chiều về mà đuối ngủ thỉnh thần rồi cháu còn chậm cấp hết trơn. Rồi lúc tiền gì số thì lấy rồi, xong rồi. Rồi hết vốn rồi. Thôi người ta cho mình lấy thiếu. Lấy thiếu. Tôi thấy tôi khổ ta thương. Rồi lúc đó giờ đi đâu? Rồi cái đầu quay ngang cái tôi thấy nâng cấp quán cấp quần cấp áo luôn cấp nồng cái lắng luôn mà lắng luôn. Ủa chú đi đâu mà bị số nó nhận cấp á. Ờ ý là giá tấu mà đêm ngủ lấy luôn cặp này lấy trời luôn à. Vậy là lần cấp mấy lần luôn? Ừ lấy hoài luôn. Ý là lấy hoài luôn. Ừ. Rồi. Mà xưa lúc đó chú dư gì? Một ngọt cũng lấy nữa đừng nữa bấm lấy. Ờ mà lúc đó chú dư tiền nhiều không? Cũng dư ít với lúc đó tôi dư được hơn 5 phần vàng. 5 phần vàng hả? Tôi lấy luôn. Trời ơi. Ý là mình đi bán mình không dám đeo vàng không? Mình bỏ nhà đúng không? Bị lấy luôn rồi sao cặp nó lấy luôn rồi đấy chân luôn rồi ngang xa rồi tôi mới thấy nâng cấp quán cấp luôn quảng hồng tôi mới lên bến đầu mà đậu tôi ở. Dạ. Yeah. Bến đầu mà đậu ở thì cái nhà của người ta trong đẫm à. Dạ. Yeah. Thì trời mưa mà dông cái thì con ngầu những cấp mà lộn bụt lộn vậy nè. Dạ. Yeah. Tôi ngầu tôi tủ thân luôn tôi khổ dầm người ta ngủ có là cùng bệnh thì ngủ cái này chết luôn à. Lúc đó vô sinh người ta vậy hay là vô thấy ở nhà trống ở thấy ở đậu á giờ có tách mưa cái tôi mới lấy được quần áo tôi nè tôi mới lao. Dạ. Yeah. Lao vô bổ quăng bên mình mới lao khô mới ngủ mới được. Dạ. Yeah. Ngủ vậy đó mà ngủ ở đâu mấy bữa vậy anh chậm nâng cấp trời ngủ quên cái anh chậm lấy số luôn rồi lấy tiền luôn lấy điện thoại vô lấy tôi đâu 4-5 cái điện thoại luôn. Dạ.
điện thoại đó, mình để mình sắm nhưng mình để mình điện với thầu vậy đó. Dạ. Mình đánh cắp hết trơn luôn, lấy số gì tiền rồi nồi nên cũng lấy luôn. Nồi đấy. Cũng lấy luôn đấy, không sót luôn. Lúc qua cái nồi lớn không? Nồi cũng cỡ này không à? Cỡ này không à? Ừ. Với bếp gà tôi cũng lấy luôn. Bếp gà luôn, bếp gà mini cũng lấy luôn. Ừ. Không thái gì hết. Ăn chậm nó không có thái đâu. Rồi. Rồi xong lúc đó chú lên lên đâu nữa? Rồi quay ngang cắp vào xong mới lên tới đây là mới im nè. Lên đây rồi sao mà chú tình cờ chú phát hiện ở đây mà giờ chú lên? Thấy cái đít cầu này thấy nó trống. Trống lúc đó chú về đây là chưa có cái nhà này đúng không? Chưa có. Lên đây chú ở cái chân ngoài đó đó. Ờ, cái chân ngoài đó rồi sao vô đây chân trong đây? Lúc mà bị bệnh đó. Bị dịch phải không? Bị dịch rồi cái nó biểu tôi vô đây giờ tôi đây ở đi. Nặng tránh ăn trước rồi nặng để nó làm việc. Dạ, rồi cái chú vô đây lúc đó chắc chưa có cái trống này hả? Có trống này chưa? Có trống rồi mấy cán bộ khi tiếp vô đây. Dạ, ý là lúc ở ngoài là mình. À, mình tích góp đúng không là mình mua được cái chổng rồi ha, rồi khiên tiếp vô đây rồi xong á là ở đây là được bao lâu rồi? Ở đây cũng 3 năm rồi. 3 năm rồi. Ừ. Thấy chỗ đây là bình yên phải không? Ở đây bình yên, không có ăn cắp chợ, không ai phá luôn. À. Thấy nó thoải mái hơn. Thoải mái hơn. Rồi tính thời gian tới có giờ đi đâu nữa không? Không. Không à? À, ăn cư lập nghiệp ha. Ừ, ở đây luôn rồi. Nhà ông bà mà độ cho có đồng tiền lớn lớn thì mua được miếng đất thì mình mới đi. Mua đi. Còn đất bây giờ mất tiền không chú ơi, mua không nổi đâu. Đất ở đây mua không nổi. Thì con không biết coi. Còn ông nổi thì mình có tiền thì mình cắt nhà bè nhỏ nhỏ với kênh cũng được. Dạ, chứ bây giờ con đây nè. Mà con làm mà không biết tôi con phấn đấu tới suốt đời con mua được cái nhà hay không nữa. Con rồi, cũng ở nhà ké của chị. Là tôi nói thêm chú đâu. Tôi có miếng đất ở miếng đồng 17 nè. Rồi sao nữa? Cắt nó lậu luôn. Dạ. Là ông già tôi ông xin cái nền nhà đó, đất đó của bà nội tôi, già tôi ông xin. Dạ. Giấy tờ có đàng hoàng luôn, mười mấy người ký tên luôn. Dạ. Bây giờ con cháu của ông nó ký tên hết trơn luôn. Dạ. Là cho đất cho tôi. Dạ. Tôi có quyền ở, có quyền bán tự do. Dạ. Nó rồi quay ngang cái giấy đó bị lúc đó tôi còn trai chưa có vợ. Dạ. Rồi cái giấy đó tôi mới gửi cho chú ba tôi. Chú ba có anh em trong bài đấu nè. Dạ. Tôi nói chú ba cho con gửi giấy đi, giờ chừng nào con có vợ ổn định con hãy lấy giấy con về. Dạ. Chú ba tôi còn nói một câu, ổng nói á, mày khô mày gửi tay còn. Nó là tôi gửi cho ổng rồi tôi lo lui cô dùm nghèo, lo lui cô đi mừng mướn chỗ này, mướn chỗ kia, chỗ nhỏ cho đã đời đi. Tới chừng sau cùng là cái thằng em tôi, con người cô tôi đó. Dạ. Nó mới lấy nền nhà tôi bán cây ba vàng. Dạ. Tôi đâu có hay đâu, tôi nghe mấy đứa cháu luôn nó tỏ tới với tôi, nó anh có hay gì không, nó hay gì đâu, nó nói cái nhà của anh thằng ấy nó bán rồi. Dạ. Đó, nó bán rồi tôi mới nói bán rồi mà sao tôi lấy nền nhà lại được, tôi mới nói chạy ra tôi nhớ chặt lại giấy tờ tôi chạy ra chú ba tôi. Dạ. Tôi mới hỏi chú ba tôi hỏi chú ba cái giấy con đâu, chú đưa lại cho con. Dạ. Ông nói không biết mà mới tiêu à. Dạ. Rồi ổng nói vậy thằng cha tôi bắt cái này nhà tôi rồi đâu có lấy được. Dạ, ý là chưa giấy tờ gửi cho ổng luôn phải không? Ờ. Mà cái điều này là chú xác nhận là có không? Cái này là chú chịu trách nhiệm nha. Đúng rồi. Ờ, tại chú cái lời này là chú nói không nghe chứ con cũng không có mà dằn cảnh mà cho chú nói nha, con không sắp xếp cho chú nói nha. Rồi như vậy á là bây giờ mình trắng luôn, có đất coi như không? Ừ, có đất coi như không, lấy được bán lại nhà tôi xong rồi. Giờ có mấy ngày đó là quay ngang cái thằng anh rể đó. Dạ. Yeah. Cái bán ở nhà tôi xong tới anh rể đó, động anh rể đó là tôi nói là chú biết lại gì. Dạ, yeah, thôi thì chú đừng nói tên ta. Dạ, yeah. Rồi chú nói đi. Rồi thằng chú anh nói anh rể đó mới kỳ lộn vợ sao không biết, cái đêm đó là anh rể nó đốt vợ chết luôn đó. Dạ. Yeah. Con chị nó chết luôn đó. Ừ, có vậy luôn hả? Có chết đốt luôn tạm đầu đấu nữa. Dạ. Yeah. Mà lâu rồi chú? Đốt chị nó chết dầu quen lâu à. Đúng, chị nó chết rồi quay ngang anh rể nó lấy nước xích rồi tạt nó luôn đó, lại nhà anh tạt nó luôn, nó đuôi hai mắt luôn đó. Dạ. Nó thảm đâu rồi đấu mình à. Dạ, lâu chứ, là mà lâu, có nhiêu năm à? Tôi cũng cảm mừng hôm nay. Mà cái chú lấy đất của chú á, là bây giờ là bị đuôi hết hai mắt hả? À? Đuôi hai mắt luôn rồi. Bởi vì đời có dây có trả hả chú? Đúng rồi. Trời ơi. Mà tự nó đuôi hai mắt, tôi lại cự tôi nói lộn này nhà anh tao có quyền gì mày bán này nhà anh tao, mày mốt có mày muốn gì mày bán anh tao chứ. Nói cái nó cự tôi, nó giọng đuôi hai mắt, còn cự còn hung tôi đó. Còn hung nè. Ừ, cũng rồi quýnh tôi luôn mà. Ồ, thấy được rồi quýnh. Vậy mà là quýnh đó. Vậy hung nè. Nó không nhịn đó. Ờ. Thì ghê vậy. Nó con người cô tôi, nó má nó em dụng dạ tôi. À. Vậy mà còn hung hăng đó. Ừ. Hết rồi. Tôi lại tôi nói gì anh nó nói nó không biết, anh nó là không biết. Dạ. Ngành nó không biết. Không biết.
bỏ ra thì dành ăn không, đất của ông bà chứ dành ăn đất đất của ông bà chia thôi, nó cũng chia thôi, cái này nhà vậy mà nhà trong kẹt á. Dạ nó có chia thôi, cái này nhà chia sao, chia này nhà tôi á, ở trong kẹt á, ý là thường lại đó không, thường lại tôi cái này nhà với đồng ngoài nè. À, thường là cái nhà chú mặt tiền mà có góc sau bán rồi là thường chú là cái nhà trong kẹt. À cái nền trong kẹt. À. Nền trong kẹt ông anh tôi á, anh dụ tôi ông mới lấy. Dạ. Ông không có nền nhà ông ở, ông biểu tôi cho ông mượn ở đi. Dạ. Rồi chừng nào tôi ở ông trả lại tôi cũng kiếm được. Dạ. Mà điều này chú nói đúng không? Đúng luôn. Đúng luôn không? Tôi dẫn lấy mở dưới kìa. Rồi, thôi thì cũng đừng nhắc tên tại cái điều này là chú nói nha, chứ con cũng nhắc lại một điều nữa. Chính xác luôn. Cái vấn đề này là chú nói chứ con không có sắp xếp cho chú nói ha. Có gì là chú chịu trách nhiệm với cái lời nói của chú nha, chứ con không có chịu trách nhiệm với lời nói của chú. Đúng đâu. Rồi. Dạ. Ông anh tôi lộng lấy luôn, nó ở tới giờ đi chứ luôn đó. Dạ. Giờ bên tập đỏ nó mới thấy ông khổ, giờ bên tập đỏ nó mới cuốn nền cho ông. Dạ. Cuốn nền cho ông ở. Giờ bây giờ mày năm vụ mình còn dành ăn nữa thôi bó tay luôn, bỏ tay bây giờ tôi không nói luôn. Vậy là còn lúc chú hai luôn còn sống á, chú hai tôi lẫn em đầu bài đậu chú hai thôi, làm chú hai luôn còn mà sống giờ ông qua đời phải không? À, ông chết rồi, lúc còn sống là ông mà anh năm tôi là nhà ông nhậu nè. Dạ. Là ba chú cháu nhậu nè. Dạ. Rồi ông chú hai tôi mới ông mới nói với cái ông giàu anh tôi đó, nói dạ giàu ông giờ mày giờ không có chỗ mà không có nền nhà mày ở, không có đất mày ở, thôi giờ thằng cãi nó có cái nền, thằng kia bắn cái nền nhà ông cãi mày lậu rồi, giờ nó thế cãi nền cãi trong này nè. Dạ. Bây giờ mày mẹ anh của nó giờ mày không có chỗ ở, thôi giờ để tao nói với thằng cãi cho mày ở đi. Dạ. Thì chừng nào thằng cãi nó ở thì mày trả lại cho nó. Dạ. Rồi ổng là ổng ừ cái chừng chú hai chết rồi cái ông nó không làm, ông chiếm luôn, ông bằng giấy tờ ông chiếm nền tôi luôn. Chứ anh em giục mà còn tham thôi, tôi thấy tôi bỏ luôn. Bỏ luôn. Mà cái nền đó không có đường đi ra. Không đường ra, đi đường két đã hả? Két chung sàn đó không? Chung đi sàn hả? Chứ bốn phía tao biết hết trơn, đường nào? Thì chung đi sàn ta. Nằm chính giữa đó đi đường nào? Giờ mai mốt đi sàn rồi người ta chặn lên luôn sao? Ta ghét ta không cho ta biết được, ta biết lại giờ bên kia chừa cho ông đường đi ra đường nhỏ vậy. Đường nhỏ. Dạ, không đi đường nhỏ, đi đứt sạc. Dạ. Thì nói vậy. Bó tay. Vậy chú con hỏi thiệt nè, chú bán giấy số vậy đó. Rồi có chơi đời gì không? Dạ. Có bán giấy số vậy có chơi đời ha, chơi tệ nạn xã hội gì không? Không. Có nhậu gì không? Không. Có hút thuốc không? Có hút thuốc không? Nhậu dạ, không nhậu có. Tôi bỏ mấy năm nay à? Bỏ mấy năm hả? Mà lúc đó nhậu nhiều không? Lúc đó ít. Ít hả? Buồn buồn cái chiều về cái là 7 giờ 3 ly cũng không xị nghỉ rồi. Ừ. Rồi bây giờ nghỉ là... Nhậu. Bây giờ thấy không nghỉ rồi. Thôi bây giờ mình thấy lớn tuổi ha. Ừ. Nhậu thấy giờ yêu sức quá rồi, không uống. Hờ. Ý là không uống còn bệnh hoài. Thôi. Bây giờ bệnh là bệnh gì chú? Bệnh tròn là nhức đầu với những cổ không mà có nhiều đó làm hoài vậy thôi. Với con hỏi thêm nữa nào, cái vấn đề mà chú làm hồ giống như hôm qua đó là cái đó là chú đi học ở đâu hay là lương duyên nào mà đưa chú đến cái đó mà giống như học hôm qua đó làm mấy cái phép này kia đó. Cái đó là như mấy ổng vừa dựa hả? Mà chú phát lên mà có người dựa chú là bao nhiêu tuổi chú biết không? Ờ, bên chị mình tôi hả? Dạ. Chị mình tôi thì có ai đâu, có anh tôi. Dạ. Tía tôi về. Dạ. Chú Tâm, con Châu Sơn thì về. Dạ. Ý là... Mà còn chú... Còn bệnh nào đang nặng nặng nữa là bà cố phải về. Dạ. Mà cái chú mà bộc phát lên mà có người dựa là... Mà bệnh lâu chưa? Lâu. Cỡ là năm đó chú nhiêu tuổi? Bên bao lúc vừa là mấy chục năm nay. Mấy chục năm nay là lúc đó chú nhiêu tuổi? Một lúc vừa tôi lúc đó cũng ba mấy tuổi rồi. Mới đầu nó có triệu chứng gì chú? À, tôi lúc mới là ông gì ông hành cái xác trước. Hành xác là ừ, sao? Cái xác mềm vậy cho chú. Rồi, cái tay mềm vậy chú. Mình lấy mềm vậy cho chú vậy đó. Rồi. Người làm tôi lần cần cũng có mặn được cái gì chứ trong nhà giờ đói tiền cũng có gạo không có ăn luôn. Dạ. Mà chúng mình tôi lần cần cũng như là lần cần cũng không biết gì luôn. Dạ. Cũng như chú thấy tôi khổ, chú ngồi chú phiền tôi thì tôi khóc không chứ tôi không biết đói. Dạ. Mà trong bụng á thì muốn ham mặn lắm mà mặn không được, nó không cho mặn. Dạ. Quay ngang cái sao tôi niệm Phật tôi giấy tôi nói là mấy ông ơi giờ mấy ông có hành con vậy, mấy ông dục cho con có tiền đi. Dạ. Để con đi qua bên núi bển á. Dạ.
mình muốn các bạn nó người lại xác lệnh. Dạ. Giá mấy ông cũng đi sao mà ông dục khiến sao không có tiền. Ừ. Dục ông dục khiến sao mà có tiền cái rồi mới đi qua bản, đi qua bản rồi cái vô trong qua trăm họ đó. Dạ. Rồi cái đầu quay ngang vô đó là mấy cái ông thầy đó ông mới giả xác lệnh cho ông hỏi trời vô đó là ông sư ông hỏi người sống ông ấy người sống ông hỏi cái người chết đứa người bước mặt đây ông hỏi y gian như người sống mình vậy đó. Dạ. Yeah. Ông hỏi ở tên gì họ gì bao nhiêu tuổi ở đâu vậy đó. Rồi lý do sao chết ông hỏi đủ lấy lịch đủ cho tâm cách cho. Dạ. Yeah, bây giờ chú giống như cuộc sống chú gì chú thấy là mình có thích cuộc sống giống gì không hay là muốn đi sống chỗ khác nữa? Nghèo khổ thì sống ở đây chỗ này thì tôi sống chỗ này thì thấy bán số người bà kiếm sống nó hàng qua ngày. Dạ. Tôi không đi đâu, đi chỗ khác làm sao sống. Dạ. Ừ. Thế tính rồi lúc trước tôi tính tôi đi năm ngoái năm kia tôi tính đi Mằng Hồ mà thấy sức yếu Mằng Hồ không nóng. Dạ. Mà giờ bán vé số là ngày lời được trăm mấy hả? Trăm mấy chú? Trăm mấy, trăm ba mà nấu ăn uống thì còn đâu nhiêu đâu. Dạ. Dạ thì hôm nay con cũng lời thăm chú ngủ với chương cầu quý khán giả. Thì để bày tỏ cho quý khán giả nghe về cuộc sống của chú từ cái thời thanh niên và cái thời là trải qua vợ một, rồi vợ hai. Thì khi nào tính tới giờ ba nữa? Hả chú? Giờ ba chưa. Dạ thì thôi con hỏi thăm chú vậy ha. Dạ. Thôi chào chú ha. Dạ. Chúc chú sức khỏe ha. Dạ, dạ thì cũng cảm ơn quý cảm ơn chú nhiều dạ, không có gì. Chúc chú dạ. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả ha. Thì quý khán giả thương em nhớ đăng ký like share cho video em lan tỏa để em có cơ hội để giúp những hoàn cảnh khó khăn. Đây là dưới chân cầu nghe quý khán giả. Giờ nữa chúc cả nhà mình một ngày vui vẻ tràn đầy sức khỏe, làm ăn phát tài. Dạ cảm ơn, bye bye.